Hộp sướng xong ngắt khoảng 10-15 phút, 10 phút giờ để bên nhạc để cho mọi người ăn. Ăn xong thì mọi người thì vào cái là nhảy xong mà. Hai cái mà chị đang mới xem có thích cái nào không? Bên này nó hơi dài nhé, sau đó chị đó là một cái mình thích kháng mà bây giờ cảm giác là mọi người lên cái chỗ chung cái cột đất mới ở đây nó có nó xây một cái trường quay to như thế này. Giao lưu là ở dưới này còn đâu mời lên sân khấu gì thì tăng nghệ sĩ thường thái chúng ta hiện nay thì đang công tác tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV 5 thôi à? Thôi rồi à? Không, bây giờ nó là ban âm nhạc VOV 3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, bây giờ anh là nghệ sĩ và không biết là bây giờ còn bán chủ của tiệm lẩu cá sông không nhỉ? Vẫn còn là ngày xưa con bé là em hay lên ở nhà anh Cường Thái ăn lẩu mà. Vâng, em cảm ơn anh, ra địa chỉ nhà em là 55 đường An Sơn Vương, lẩu cá sông Trương Sơn Quán. Vẫn còn tháo luôn đúng không? Thịnh thuốc này thích live stream thằng ngày. Đấy. Live stream thế à? Hello. Đây Hương nổi tiếng quá, thật chết rồi. Bây giờ đầu tiên, cho phép Thúy Nhật Linh và MC Trịnh Vân Anh xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn toàn thể quý vị ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu. Vâng, xin thay mặt cho tất cả những đồng chương trình chúc tất cả quý vị sẽ có buổi tối thật là vui tươi và đầy đủ hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi muốn dành đến cho tất cả quý vị những món quà nghệ thuật đầu tiên, và chúng ta sẽ cùng đến với một số tiết mục biểu diễn chào mừng.